Xuân Bắc lần đầu lên tiếng về việc rời Táo Quân 2022 và phản ứng của Công Lý khi không thể đóng vai Bắc Đẩu. Việc hai nghệ sĩ kỳ cựu là nghệ sĩ nhân dân Công Lý và nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc không thể tham gia Táo Quân năm nay đã khiến cho người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Dù nhân vật Nam Tào Bắc Đẩu đã có diễn viên đóng, nhưng rất khó để có thể thay thế vị trí của hai nghệ sĩ trong lòng đông đảo công chúng. Lần đầu tiên lên tiếng về việc không góp mặt ở Táo Quân 2022, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc đã chia sẻ với Dân Trí: "Tôi rất buồn khi không tham gia được chương trình Táo Quân năm nay. Tôi nhớ khán giả truyền hình lắm. Rất may là tôi vẫn xuất hiện vào dịp Tết và có những món quà tinh thần để mọi người xem. Nhưng thiếu vắng ở Táo Quân thực sự là tôi cảm thấy rất trống trải. Hẹn khán giả vào chương trình Táo Quân năm sau." Về phía nghệ sĩ nhân dân Công Lý, anh vẫn đang tập trung rèn luyện sức khỏe sau thời gian dài điều trị ở bệnh viện. Bà xã Công Lý đã có bài đăng trên trang Facebook cá nhân thu hút sự chú ý của cư dân mạng, cho biết hai vợ chồng phải đối mặt với rất nhiều việc khó khăn trong cuộc sống, từ vật chất đến tinh thần. Ngọc Hà còn tiết lộ Công Lý rất buồn bã, lo lắng khi không được tham gia chương trình Táo Quân năm nay. Khi thấy VTV đưa tin Táo Quân đang tập, anh Lý đã khóc và nhớ anh chị em gia đình nhà Táo, vì anh sợ bản thân anh sẽ làm ảnh hưởng đến chương trình. Vợ Công Lý nói: "Thời gian qua, mình và anh Lý đã phải đối mặt với rất nhiều việc khó khăn trong cuộc sống, từ vật chất đến tinh thần. Đó là sự thật. Nhưng mình không bao giờ kêu ca, bởi kêu ca sẽ chẳng giải quyết được gì ngoài hai từ cố gắng. Khi ốm đau, anh Lý càng tự ti hơn, anh sợ phiền hà đến mọi người. Trước đó, Công Lý đột ngột nhập viện vì bị ngã tại nhà riêng khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện, nam nghệ sĩ đã được trở về nhà. Trong suốt thời gian nhập viện, vợ trẻ luôn là người túc trực, chăm sóc và lo lắng cho nghệ sĩ Công Lý. Không chỉ Xuân Bắc và Công Lý, đến cả MC Thảo Vân cũng không tham gia Táo Quân 2022 gặp nhau cuối tuần năm nay. Nữ MC chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi đã được là một phần nhỏ của Táo Quân. Có khán giả từng nói với tôi, nghe thấy giọng của chị là đã thấy Tết về, tôi vô cùng xúc động. Bởi vậy năm nay thiếu vắng ở chương trình, tôi không thể quay được. Khi ngồi ở nhà, tôi cứ ngẫm nghĩ, và lúc này giờ này, các bạn ấy đang làm gì, chuẩn bị ghi hình chưa? Nếu mình ở đó, mình đã trang điểm xong rồi, sẽ ngồi ở bên trong cánh gà để xem dàn nghệ sĩ thân quen thể hiện tài năng của họ. Cứ như vậy mà tôi hụt hẫng." 15, 16, Hải Phòng, chào anh em nha! Thiên Đình chào anh em nha! Chào anh em! Sài Gòn cho anh em nhé. Màu rồi, ồn ào một chút thì vui, ồn ào nhiều chút thì vui một mình. Biết chưa? Dạ. Tết Phật Queen, em Chen Tích. Ôi này các Liên Quân mấy câu Liên Quân. Dạ. Cho chị hỏi. Ui dạ. Đừng thấy hoa nở mà ngửi phân giờ. Cộng đồng game thì to đấy, danh giá thì hay đấy, nhưng mà hay thì hay, dĩ vãng dơ giấy dễ gì dấu dí. Ra khỏi vòng quang thấu văn hóa, tôi chả có gì là dơ giấy mà cũng chả có gì là dấu diếm. Dĩ vãng tôi quá đẹp nhá, sao anh phải cà khịa tôi làm gì? Rồi, chưa có gì thấy chuyện bất bình thì tôi sẽ kẹp màn hình để quý vị đó nhá. Quý vị thấy sẽ thấy ngay bây giờ, nói gì cũng có bằng chứng. Thế bây giờ cho chị hỏi nhá. Thế cộng đồng mạng năm vừa rồi à, những cái tình trạng mà bút bẩn, hách chít, tôi xích, nó là cái ung nhọt của cộng đồng mạng dưới kia. Vậy thì chú trả lời sao về những trường hợp này đây? Ôi dồi, tôi hỏi là tôi phải hỏi truy đến cùng luôn. Đúng. Trả lời đi. Được rồi, anh cứ bình tĩnh. Đã động đến cái mảng văn hóa của chị thì chị sẽ chạm. Mà đã cảm là chị phải thúc. Chị mà thích phục thì tôi cũng lục đục với chị luôn. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng. Thấy có một người kiểu vừa chơi game giỏi mà còn kiểu đẹp trai nữa. Nhìn cứ kiểu chạy nước miếng, chạy nước miếng. Tôi lạy hồn. Cộng đồng game của tôi á, có đến vài nghìn người đẹp trai còn hơn như thế này. Liệu mà để nước dãi đấy mà chảy nhá, thì sợ nhìn thấy rồi lại khô hết mồm ý. Bấm đi. Kimochi. Gì? Cái gì đấy? Anh không sai, cả hai chúng ta cùng sai sai. Tôi cần đi về. Anh xin, cái việc nó hết sức đơn giản, tại sao mọi người cứ làm rối tung lên thế nhỉ? Em cứ enjoy cái moment này đi.